Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 4 sách giáo khoa trang 55. Đề bài như sau. Phân biệt các khái niệm: A. Peptide và protein. B. Protein đơn giản và protein phức tạp. Thì đây là một bài tập lý thuyết đúng không nào? Muốn làm được bài tập này thì trước hết là chúng ta cần phải xem lại phần khái niệm thế nào là peptide và protein. Trong sách giáo khoa trang 50 chúng ta có khái niệm peptide. Và trong sách giáo khoa trang 51 chúng ta có khái niệm protein. Và phân loại protein. Vậy thì dựa vào việc mà chúng ta xem lại sách giáo khoa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân biệt. Đầu tiên là ý A, peptide và protein. Thì ở đây, cùng nhau đi làm bài tập này nhá. Ý A, peptide chúng ta được học là những hợp chất mà chứa từ 2 đến 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau bằng liên kết peptide, đúng nào? Là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau bằng liên kết peptide. Còn protein là gì nhỉ? Là những polypeptide cao phân tử, có phân tử khối lên đến vài chục nghìn đến vài triệu, đúng nào? Là những polypeptide cao phân tử, có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Vậy là protein chứa peptide đúng không nào? Khái niệm về protein chứa peptide. Ở đây peptide thì nhỏ, chỉ từ 2 đến 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau thôi bằng liên kết peptide. Còn protein thì lại là những polypeptide, có nghĩa là lớn hơn 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau. Chính vì vậy, chúng có phân tử khối rất là lớn, từ vài chục nghìn đến vài triệu. Đó, vậy thì là khái niệm về protein nó bao hàm cả peptide. Tiếp đến, protein đơn giản và protein phức tạp. Thì ở đây, ý B, protein được chia thành hai loại. Đơn giản và phức tạp, đúng không nào? Protein đơn giản là những protein mà được hình thành chỉ từ các gốc alpha amino acid mà thôi. Ở đây, protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ, có nghĩa là chỉ từ các gốc alpha amino acid. Còn protein phức tạp thì là những protein mà được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein, như là các acid nucleic, lipid hay là carbon hydrate. À đây, protein phức tạp, đúng nào? Chính vì vậy nên nó gọi là phức tạp đó. Là những protein được tạo thành từ protein đơn giản
nhưng mà lại cộng với thành phần phi protein. Phi protein trong hoặc kép, đúng không nào? Ví dụ như các acid nucleic, lipid hay là carbon hydrate. Đó. Ở đây chúng ta thấy rằng protein phức tạp thì bao gồm cả protein đơn giản, tuy nhiên thì nó lại cộng thêm một số thành phần phi protein nữa, ví dụ như là các lipid, carbon hydrate hay là các acid nucleic. Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 4 sách giáo khoa trang 55, phân biệt các khái niệm protein, peptide, protein đơn giản và protein phức tạp. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.